bữa nay sinh nhật mình vui quá à. Mà công nhận mình á được ba mình cưng á, đòi cái gì cũng được hết trơn, thích quá à. Ba ơi, ba có bà. Ba xong chưa? Có con ơi, có rồi. Ba nhanh lên đi, bạn con gần tới rồi đó. Rồi ba đây, đây ba lên đây. Sao ba đi mình không giờ đồ ăn đâu? Ba chuẩn bị xong hết rồi. Xong hết rồi đúng không? Ừ. Bữa nay là ba phải làm cho con nửa mặt nửa mày đó nha. Con khoe với bạn của con hả, là con hả được ba cưng lắm, con muốn cái gì cũng được hết trơn luôn. Vậy hả? Con nhất luôn á. À giỏi quá. Ba. Wow. Ta thấy bữa nay con đẹp gái không? Quá lộng lẫy con. Trời ơi. Đó quay vòng coi. Thiệt với con nha. Dạ. Ba không ngờ là con lớn lên con đẹp quá, giống mẹ con hồi đó lắm. Mà nếu mà mẹ con còn sống nha, bây giờ nhìn thấy con về mẹ con vui lắm á. Thì đó ba. Ừ. Vậy thôi bây giờ ba muốn mẹ vui hơn, ba làm đồ ăn kỹ lưỡng cho con đi, xong rồi giải bạn con. Rồi ba lo xong hết rồi, ăn con yên tâm. Nhưng mà bây giờ ba làm món gì, ba bưng con coi. Nhiều món lắm nha. Trời ơi. Vậy là chuyến này hả, con Ngọc nó đi ăn sinh nhật con về, xong nó đồn nguyên trường luôn, là nó nói nhà mình hả con được cưng như công chúa vậy. Chứ ba sao này nằm phải không ba, rồi ba dựng đồ luôn, ba làm giống như bếp không đó. Ba làm món gì vậy? Có dữ rồi, ba bưng lên nha. Dạ bưng bưng là thử con coi hả. Dạ đây. Trời ơi ngon lành lắm con ơi. Đây chuyến này tụi nó sẽ nể mình con ơi. Đây đó ba. Đó ngon không? Ủa cái gì mà cái gì vậy ba? Cánh gà chiên nước mắm. Thôi ba. Sao vậy? Trời ơi cái này dầu mỡ lắm, cái này nhà hàng nào làm cũng được mà sao ba nói nhà hàng làm không được? Không phải con, nhưng mà cánh gà này đặc biệt lắm con. Ở dưới này ba lót cải nè, ở dưới nữa đó là có miếng bơ nữa, ở dưới nữa nè có cái đất dĩa. Cái bông dĩa đẹp lắm. Thôi ba, con không chịu đâu. Cái này bình thường ở quán nhậu người ta cũng chiên được, có gì đâu đặc biệt. Ba còn gì nữa không? Còn nữa hả? Ừ. Ba bưng ra cho con coi đi. Nữa ha? Dạ nữa. Đây còn nữa con. Đây. Ba lo sao được rồi. Rồi đây. Wow. Gì vậy ba? Đen. Gì vậy ba? Chả giò. Chả giò sao ba chiên đen ghê. Trời ơi, chả giò ngon con, chả giò ngon. Thôi ba, sinh nhật con chứ đâu phải đi nhậu đâu mà tự nhiên ba làm chả giò. Trời ơi, sinh nhật gì cùi bắp quá à. Ăn gì kỳ ba. Con đâu có này là gà với lại chả giò mà đâu có bắp nữa đâu. Nhưng mà ý con nói là ba làm vậy mất mặt con cho hết. Ba có làm món con thích không? Con muốn gì thì ba làm cho, muốn gì nữa? Con muốn ăn cá chiên. Cá chiên ha? Ba làm liền đi để bạn con tới trễ giờ con ngồi. Ba khoan nữa. Ba. Hả? Ba có làm bánh kem cho con không? Trời ơi, cái đó là phải có cho con rồi chứ. Ba nhớ nha. Bánh kem quá đặc biệt luôn. Dạ ba. Trời, không có tiệm nào bán giống cái bánh của bà hết á. Con tin ba nha. Ừ. Vậy ba đi làm liền đi để bạn con tới trễ giờ con. Đi ba. Cá chiên ha. Nhớ bánh kem cho con nghe ba. Rồi. Thôi kệ đi, như vậy cũng được rồi. Nhưng mà sợ nó tới xong nó thấy mấy món rồi thiệt đó. Quên. Ủa Ngọc, tôi đây nè. Vô đây. Trời ơi sinh nhật bà hả? Ừ. Trời ơi sinh nhật đông que luôn ha. Hả đông que là gì bà hả? Tại vì tôi chỉ chơi thân với bà thôi, thì tôi chỉ mời bà thôi. Ngồi xuống. Ê, tặng bà nè. Trời ơi, cảm ơn bà nha. Sinh nhật vui vẻ nha. Cảm ơn nha. Tôi tính mời tới 100 người lận á. Gì ghê á? Bà tôi nói sợ mời đông quá chợt nhà với lợi á. Lợi đây đông quá rồi sợ ba tôi làm không kịp. Nhưng mà ba tôi thương tôi cái gì ba tôi cũng cho hết á. Ôi xuống quá ta. Coi như là bữa nay bà ăn phần của 100 người luôn cũng được á. Nó nghe là mà cho khen cái nha. Gì? Trời ơi, công nhận nhà bà dễ tìm ghê á. Ừ. Nãy giờ hả tôi đi 2 tiếng đồng hồ không tìm ra nhà bà nữa. Ủa sao vậy? Nó nghe nè, mai mốt quá kêu ba bà mua nhà mặt tiền đi. Trời ơi, mua nhà hẻm á tôi khó tìm quá à. Ba tôi nói rồi, năm sau ba tôi mua nhà mặt tiền luôn á. Ba tôi dời ra ngoài đường ở cho bạn bè dễ kiếm nhà á. Vậy năm sau á hả tôi ăn sinh nhật của bà là nhà mặt tiền rồi. Quá đã luôn. Này đãi sinh nhật á hả? Ừ, ba tôi làm á. Trời ơi bà ơi, cái này cùi mía quá à. Của người ta là đãi sinh nhật là nguyên một con gà nướng lên, xong rồi mình ngồi mình xé ra rồi ăn, rồi vừa ăn vừa liếm vừa ăn. Nó đã, nó ngon, nó sang lắm. Ủa bộ xé ra ăn liếm vậy nó sang hả? Nó sang lắm. Nhưng mà có chả giò nữa nè, nếu bà không ăn cánh gà thì để tôi ăn bạn chả giò đi. Trời ơi xin lỗi nha, tôi không ăn mấy món rẻ tiền. Sao vậy? Trời ơi nhìn nó rẻ tiền quá à. Ai làm cho bà vậy? Ba tôi làm á. Tôi nói với ba tôi đổi chua, tự nhiên đi làm mấy món này giờ hả? Giờ bạn bè cùi chê mất mặt muốn chết luôn ba, thiệt luôn á. Trời ba ơi. Thôi bình tĩnh đi. Ba ơi. Ơi. Thôi mà. Chua. Bà đổi rồi. Đi.
ta 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 ta. Trời ơi, thì nãy con yêu cầu biểu ba phải làm cá chiên. Ôi, cá mắc tiền mới ngon chứ. Ba nhiên... làm cái món này không có quen đâu mà. Ba phải chịu khó lắm mà. Con biết là ba bị. Ờ thôi, ba nói vậy thôi nha. Nhưng mà ba làm cực khổ lắm. Con ăn đi cho vui. Cháu ăn cho vui đi cháu. Ba lấy bánh sinh nhật cho con đi. Lấy bánh cho con ha. Ngồi đi, bắt lấy bánh nha. Đây. Ăn đỏ đi nha. Nè, mấy món này cộng lại nguyên này chắc cũng được 200. Yên tâm đi, không sao. Quà tôi mua tới 500 ngàn lận. Không sao đâu, đừng ngại. Có gì hết trơn trời á. Thiệt tình luôn á, tôi không ngờ ba tôi tệ vậy luôn á. Biết vậy tôi không thèm đãi ở nhà đâu. Tôi xin tiền xong tôi với bà ra ngoài quán ăn còn ngon hơn á. Thôi thôi thôi. Để bánh kem đi, bánh kem đi. Giờ nó đi hơi khác chút nhưng mà đều có bánh ngon con. Ủa? Hả? Cái này là cái gì vậy ba? Trời ơi ba. Hả? Ba mua cái bánh kem đâu mà chạm bẹp thấy gớm vậy? Sao quá à? Không có con, cái bánh này ba không mua. Chính tay ba làm đó. Ngon lắm con, ở trong ngon lắm. Trời ơi, ba tiếc tiền với con đúng không? Con à, không phải ba tiếc tiền đâu. Ba đi mua cái bánh khác cho con là nó bình thường. Mà chính ba muốn, chính tay ba làm cái bánh cho con ăn. Thôi con không chịu đâu, không có bánh đẹp con không ăn sinh nhật gì hết trơn á. Bây giờ con dẫn bạn con đi chơi luôn, không ăn sinh nhật ở nhà luôn cho ba vừa lòng á. Thôi thôi thôi, con đừng nói vậy, nếu mà con ấy vậy thôi ba lấy cái bánh khác cho con ha. Ba đi mua cái bánh khác cho con đi, ba mua rồi, bánh rồi, đẹp rồi, cho rồi, con. Rồi rồi thôi được rồi cháu, để bác đi mua bánh khác. Quỳnh, thôi mà bác. Trời bác, bác có sao không bác? Trời. Bác. Con bị gì vậy? Sao vậy bác? Không phải hồi nãy bác chiên con cá nè. Rồi cái không có kỹ đó con, bác không rành rồi cái nước mỡ nó đổ vô phòng. Trời đất ơi. Thôi được rồi, để bác đi lo lo cái bánh cho. Cái lỡ lớn quá bác. Thôi, cái bánh thôi, bác, được rồi bác, được rồi bác. Trời bác ngồi xuống. Mà bác đi mua cho thôi. Cho tụi con ăn. Trời ơi, thôi bác ơi, con xin bác mà bác ngồi xuống giùm con đi. Không sao đâu, chút xíu mà con, chút xíu không sao hết, để ba đi mua khác cho con nha. Thôi bác ơi bác, con thấy hả, mình làm vậy là sai rồi đó. Không phải con à, bác thì bác lúc nào cũng tất cả lo cho con cái bác hết á. Bác không biết làm á thì thôi, thì mình cứ đi ra ngoài mình ăn cũng được. Chứ tự nhiên rồi bác đi nấu làm tùm lum rồi bây giờ cứ để cái chân bác bị phỏng vậy. Tụi con thấy vậy rồi con ăn cũng không vui nữa. Con xin lỗi bác, bác đừng có giận con. Thật ra là hồi nãy con tưởng là mấy cái món này là do Quỳnh đi ra ngoài mua đem về. Chứ con không có biết là bác nấu. Con đâu có muốn bắt ba làm đâu. Nhưng mà tại vì á, con thấy á, bạn Ngọc nè hay đi ăn sinh nhật mấy chỗ khác, xong rồi bạn Ngọc nói chỗ này được này, chỗ kia được kia, con sợ là nó vô trong trường nó đồn với mấy đứa nó là con sinh nhật không được giống mấy đứa kia, cho nên con mới bắt ba làm chứ bộ. Bà làm gì là sai rồi đó. Bà dành tình cảm cho bà, muốn bà có được một cái sinh nhật ấm áp, cho nên là không mới tự tay làm gà làm cá làm mọi thứ cho bà. Vậy mà bà như vậy á. Ba. Gì con? Con xin lỗi ba nha. Đâu có gì đâu con. Con không sao. Không sao con, không có gì hết đâu. Đứng lên đừng làm vậy. Có bạn bè ở đây không sao đâu con. Ba, bây giờ ba không cần đi mua bánh kem cho con nữa đâu. Với con nhiêu đó là đủ rồi. Con cũng thấy á, cái bánh kem này là cái bánh kem đẹp nhất trong đời của con được nhận luôn á. Giờ ba ngồi đây đi. Con sẽ tự tay mình chuẩn bị tất cả mọi thứ, xong rồi gia đình mình cùng con ăn sinh nhật. Vậy không? Dạ. Ăn sinh nhật với con. Dạ. Ba không có làm nữa. Dạ. Bữa nay nó định bóc quá trời không con. Dạ. Ba là số 1. Ồ, cảm ơn con gái của ba. Cái này là con kêu chín uống nha. Ừ. Trời ơi, chết cá mới của tôi hết trơn, tôi mới mua đây nè, trời ơi, chứ chưa bẩn lần nè.